80 tác phẩm được trưng bày ở triển lãm Nghệ sĩ là chiến sĩ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam này đều được sáng tác từ năm 1945 đến năm 1954 và có chung một đề tài cảm hứng sáng tác, đó là lòng yêu nước, phụng sự Tổ quốc. Tất cả 30 tác giả của những bức tranh ấy thuộc thế hệ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật Việt Nam. Họ đến từ những miền quê khác nhau nhưng đều đã trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Trong những năm tháng chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lĩnh hội tinh thần của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, giới văn nghệ sĩ yêu nước không ngừng cống hiến, lan tỏa, cổ vũ lòng yêu nước nồng nàn, góp phần để quân và dân ta làm nên những chiến thắng lịch sử, giải phóng thống nhất đất nước. Sau khi có đề cương văn hóa, thì cái bức tranh, các tác phẩm của các vị lão làng thì đã có cái sự chuyển biến như thế đó. Đây nó gắn liền với cuộc sống, sinh động cuộc sống, không phải chỉ mộng mơ, không phải chỉ cây cảnh, hoa lá, không cảnh, chỉ có tình yêu. Mà đây nó thể hiện rất là rõ cái sự chuyển biến của cái đề cương văn hóa. Các vị đã được thấm nhuần những tư tưởng đó. Các nghệ sĩ, là chiến sĩ thì phải nói, các nghệ sĩ là phải đóng góp vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước chúng ta. Dù thế hệ nào ra chăng nữa thì vẫn phải đúng với cái tinh thần văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Cho nên rằng tôi tin rằng cái nền văn hóa của chúng ta, trong đó có âm nhạc ấy, không chỉ được nổi tiếng ở trong nước đâu, sẽ là một cái đối tượng mà được bạn bè, đông đảo bạn bè trên thế giới đánh giá cao. Bởi vì luôn luôn nhớ đến cái câu nói của Bác Hồ là văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Chúng tôi luôn luôn quan niệm đấy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của văn nghệ sĩ chúng tôi. Hoàng Hồng Ngọc, một thượng úy đang công tác tại nhà hát ca múa nhạc quân đội, sinh năm 1992. Nhưng tới nay, người nghệ sĩ mang quân hàm này đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam rất nhiều tác phẩm đặc sắc, đặc biệt là những ca khúc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Niềm đam mê sáng tác và biểu diễn các bài hát về bộ đội Cụ Hồ của ca sĩ thượng úy Hoàng Hồng Ngọc đã chạm tới trái tim của khán giả trong và ngoài nước, làm họ hiểu hơn và yêu hơn hai tiếng Việt Nam. Bản thân tôi cũng tự thấy bản thân mình không chỉ đơn giản là một ca sĩ thông thường nữa, mà tự ý thức cho bản thân mình sẽ là một đại sứ văn hóa, mang cái hình ảnh về văn hóa, nghệ thuật, con người Việt Nam, cũng như là những cái giá trị tinh thần mà người trẻ Việt Nam hay là những người chiến sĩ, nghệ sĩ đang hoạt động trong thời đại mới này. Đó là tình yêu đất nước, tình yêu quê hương, mong muốn được hòa nhập với cộng đồng quốc tế và luôn giữ vững được cái nét văn hóa cũng như là những cái đức tính, phẩm chất tốt đẹp nhất của người lính trong thời đại mới. Từ những việc làm giản đơn đời thường nhất, bất kỳ ai cũng có thể trở thành sứ giả văn hóa Việt Nam ở ngay chính trong nước và cả khi ra nước ngoài. Đặc biệt là những người hoạt động nghệ thuật, những người mang trên mình sứ mệnh phục vụ công chúng, phục vụ nhân dân. Bằng những cử chỉ, lời nói, hành động nhân văn, nhân ái, những sứ giả văn hóa góp phần lan tỏa những nét đẹp chân thiện mỹ trong cộng đồng. Đó là mục tiêu mà đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đã định hình. Nền văn hóa bản sắc dân tộc Việt Nam phát triển khoa học, tiến bộ và tiếp cận đông đảo quần chúng. Chúng ta biết là đối với văn hóa nghệ thuật ấy, thì văn nghệ sĩ chính là những người tạo ra, sáng tạo ra những cái giá trị quan trọng để từ đó hình thành nên cái nhận thức, truyền những cái cảm hứng đối với lại các cái giá trị chân thiện mỹ mà văn học nghệ thuật đã đem lại. Đó chính là lý do tại sao thì trong văn hóa thì văn hóa soi đường cho quân dân đi. Bác Hồ cũng đã từng nói rằng là văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trong mặt trận đó. Nhân dân ta, đồng bào ta đã đưa đất nước, con người Việt Nam, đưa văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng thế giới bằng nhiều con đường khác nhau. Sứ giả văn hóa cũng chính là những cái người lao động Việt Nam. Họ đi đến đâu, chính họ là một những cái sứ giả văn hóa đến đó, góp phần để thay đổi cái hình dung của nhân loại về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam của chúng ta. Đất nước của những cái danh thắng, những cái địa chỉ, điểm đến du lịch hấp dẫn. Họ biết là Việt Nam là một trong những cái nơi rất hiếm hoi mà nguyên thủ tất cả các nước có thể bình yên đi dạo phố. Dù mỗi thời kỳ lịch sử đặt ra yêu cầu khác nhau, nhưng 80 năm qua, chủ trương đường lối về xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta luôn nhất quán. Yếu tố con người là then chốt, văn nghệ sĩ đóng vai trò tiên phong.
Dưới ánh sáng soi đường của đề cương về văn hóa Việt Nam đã cho thấy những kết quả, giá trị, thành tựu mà lớp lớp văn nghệ sĩ đóng góp cho nền văn hóa cách mạng, cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh mới, hòa chung nhịp hội nhập và phát triển, các văn nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật sẽ tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, mang trong mình trọng trách cao cả gìn giữ và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.